chồng của mình cho người phụ nữ khác. Himaya Buri Ratsupakon trong vai Đương Quát, Cha Quanh Quanh Watthana Phisikon trong vai Pim Đào. Lương Danh vĩnh viễn sẽ không ai biết được trong đường có gì. Sớm Trai Khẽm Lạc trong vai Bun Ta. Kron Phon Thiên Su Quan trong vai. Không có ai đâu, tranh thủ đi. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mau mau mau. Nhanh, mau lên. Mau lên. Nhanh lên. Nhanh. Chạy gương. Sao cô dám trộm cái gương của ta? Đây hả? Chiếc rương ma ám đó sao? Mở nó ra. Gì vậy? Không ngờ lại là bộ xương thật. Đêm nay liệu mà canh cho cẩn thận. Mai ta sẽ đi thương lượng với bà ta. Nếu thành công, ta sẽ trả công hậu hĩnh. Dạ đệ. Nè, qua trước đi. Hả? Anh đi đâu? Đi vệ sinh. Đợi chút nha, đi vệ sinh cái. Nhanh lên đó. Ừ.
Nè, đi đâu rồi ta? Chuyện gì xảy ra vậy hả thượng sĩ? Chiếc rương để đây đâu rồi? Dạ ơi, cứu anh cảnh sát với, làm ơn cứu với, cứu người đi. Trung Quý, nè Trung Quý à, ra đây đi, ra đây. Có chuyện gì vậy chứ? Tông xe ở trước thị trấn. Tông xe hả? Chẳng là cái xe đó bị đổ dầu, tôi nghĩ là nó sắp nổ rồi á. Sắp nổ. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Đau quá. Nhanh lên đi, ở trước thị trấn đó. Dạ, vừa rồi chúng tôi nhận được thông báo có tai nạn xe hơi còn bị cháy dầu, có người mắc kẹt ở trong xe. Thấy vị trí cũng gần đây nên chúng tôi mới đi cứu đó. Nhưng mà khi tới nơi thì không thấy gì hết. Biết là bị lừa, chúng tôi đã tức tốc quay về, thưa Trung Quý. Rõ ràng là có âm mưu rồi, lừa chúng tôi rời đi để trộm chiếc rương đó. Giờ mới nhận ra sao? Có dại mới có khôn mà.
Đã báo cáo cho phía thanh tra chưa vậy? Ờ, xong hết rồi, nhưng mà không tìm thấy gì. Tôi nghĩ rằng là do người địa phương hoặc người ở gần đây thôi. Người ở gần đây hả? Có khi nào là do phu nhân Sải Khâm hay không? Nhưng mà phu nhân Sải Khâm sẽ không làm lộ liễu như vậy đâu. Họ biết rõ là mình đang bị nghi ngờ. Trừ khi... có người giúp đỡ cho họ. Nhưng là ai chứ? Cảnh sát tới làm cái gì vậy hả mẹ? Đúng vậy. Tôi cũng không muốn gọi làm phiền ngài thanh tra đâu, nhưng mà đàn em của ngài làm mất chứng cứ rồi còn tới lục soát nhà của dân nữa. Nếu mà không hợp tác thì sợ lại bị nghi ngờ hơn nữa. Phiền thanh tra dạy dỗ lại đàn em một chút đi ha. Chỉ có vậy thôi. Ồ, mẹ cậu đỉnh thật đó, chấp nhận cho lục soát nhưng lại gọi điện báo cho thanh tra của Trung Quý ban xã. Vậy cũng tốt thôi. Để cho Trung Quý ban xã làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước mới được. Sao rồi? Không tìm thấy gì cả. Cũng không tìm thấy gì. Sao rồi hả? Không thấy gì sao? Dạ không thấy gì. Chia buồn cùng với anh danh cảnh sát. Đến về Tây Không nữa rồi. Cảm ơn vì đã hợp tác nha.
Tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Xin mời. Đi. Xin mời. Bye bye. Thương quá. Anh băng xã của bé tìm về sẽ bị xếp kỷ luật chắc luôn. Thương quá đi. Trước hết, chúng ta phải trộm được cái giường đã nhốt nó đó. Cái giường đang ở chỗ cảnh sát sao? Đúng. Muốn tiêu diệt linh hồn phải phá hủy thi thể của cô ta cùng với cái giường đó nữa thì mới xong. Anh Triều Quách đến tìm rương sao Trung Quý? Tôi vẫn chưa hề nói mà đoán được rồi sao? Anh cũng thông minh quá đó ha. Làm sao mà anh biết cái trường bị mất gì hả? Trời, ngày nay công nghệ phát triển lắm, tin tức truyền đi cũng nhanh. Vật chứng biến mất khỏi đồn cảnh sát, chỉ cần có một người biết, lập tức tin tức sẽ nổi tiếng khắp thành phố, biết đâu có thể nổi khắp cả nước hoặc thậm chí khắp thế giới luôn. Nói cũng đúng, công nghệ thời nay rất là phát triển. Cũng vì lý do này, cảnh sát như chúng tôi mới bắt được kẻ xấu dễ dàng hơn. Và tôi cũng tin rằng, không lâu nữa, người tới trộm rương ở đồn chắc chắn sẽ bị bắt. Có đúng vậy không? Tôi đồng ý với anh Trung Quý. Nếu mà bắt được, phải chịu phạt. Càng nặng càng tốt. Rương nào? Cậu đang nói gì vậy? Tôi có nghe người ta nói chiếc rương được phát hiện trong hồ nhà phu nhân, cái mà cảnh sát đang giam giữ không cánh mà bay. Nên tôi tính là sẽ tìm kiếm giúp. Thấy họ nói là phu nhân thích đồ cổ. Nếu tôi tìm thấy chiếc rương đó, tôi sẽ trả lại cho phu nhân được không? Trả lại chúng tôi làm gì? Chúng tôi đâu có cần. Quà, nếu như phu nhân đã không có hứng thú, được, vậy chắc là tôi phải trả chiếc rương đó lại cho phía cảnh sát rồi.
Tôi xin phép đi trước. Tôi phải tiếp tục làm công dân lương thiện đây. Khoan. Sao vậy? Phu nhân muốn lấy lại chiếc rương phải không? Cậu không sợ tôi sẽ báo cảnh sát cậu chính là người đã lấy trộm chiếc rương sao? Quá thật là. Tôi sẽ kiện là cô đặt điều du khống đó. Cậu không dám đâu, vì đó là sự thật. Cô cũng chẳng dám báo cảnh sát đâu. Cô cần chiếc rương, có đúng không? Nói thẳng ra đi, rốt cuộc cậu muốn gì? Cái biệt phủ này. Cậu đừng đòi hỏi quá đáng. Tôi đã từng nói với phu nhân rồi mà, lúc đó phu nhân không chấp nhận điều kiện của tôi. Vậy thì giờ cũng không có gì là quá đáng, nếu dùng để trao đổi với thứ mà phu nhân sợ. Cậu... Mẹ, bình tĩnh đi. Đúng đó, bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho cẩn thận, xem chiếc rương đó có xứng đáng đánh đổi không. Không cần phải trao đổi đâu phu nhân à. Cậu chủ. Nè, đang làm gì vậy? Chậm chạp quá. Tất cả đã chết hết rồi cậu chủ ơi. Ma giết người đó. Ma cỏ gì ở đây hả? Nè, tụi bay vừa nhậu xong có đúng không? Cậu chủ ơi, cứu em với cậu chủ. Cậu chủ ơi, cứu em đi. Vẫn chưa tỉnh rượu có đúng không? Ma đến rồi. Cậu chủ ơi, cứu em với cậu chủ ơi. Em chưa muốn chết đâu cậu chủ ơi. Cứu em với. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Alo. Sao lại tắt máy rồi? Yeah.
Sao rồi? Đã tin tôi chưa? Có chuyện gì sao? Ương Dân thoát ra rồi. Hả? Không cần phải lo, giờ cô ta còn phải tìm lại chiếc rương. Anh nói gì? Giờ sao Trung Quý? Anh ta đang đến chỗ cái rương và bấm thịt. Được rồi đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ấy, này, này, này. Cẩn thận Mai Lai. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại Mai Lai. Mai Lai, bình tĩnh lại nha. Bình tĩnh lại không sao hết. Ngồi yên đi. Như vậy thì cắt mới đẹp. Cắt đẹp, 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 đúng đẹp mà. Đẹp phải rồi, đẹp lắm. Đẹp, đẹp, đẹp. Nè, ngồi yên, ngồi yên. Rồi, rồi. Phải rồi. Cắt cho Mai Lai thật đẹp nha. Đẹp lắm. John quay lại rồi. Đợi một chút nha. John quay lại rồi kìa. Sắp xong rồi. Mai Lai. Mai Lai. Nè nè. Mai Lai. Mai Lai bình tĩnh lại. Bỏ ra. Mai Lai. Bỏ ra. Mai Lai. Bỏ ra nè. Mai Lai. Mai Lai. Tìm. Hả? Mai Lai. Mai Lai. Ôi. Mai Lai. Đợi một chút. Nè nè. Mai Lai. Mai Lai. Từ 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 từ. Có chuyện bé đó. Mai Lai. Mai Lai. Cô từ đâu rồi? Thì cắt tóc tiếp nha Mai Lai. Mai Lai. Cắt tóc tiếp đi nha. Mai Lai. Buông ra. Cái gì chứ? Ương Răng đã thoát ra ngoài rồi sao? Sao mà anh không nhanh đi bắt cô ta lại đi hả Bun Tá? Nếu như tôi còn ở đây, chúng ta vẫn an toàn. Cô ta muốn ra tay cũng không dễ dàng đâu. Anh định làm gì tiếp hả Bun Tá? Chúng ta phải nhanh chóng tìm chiếc rương để thiêu hủy linh hồn của Ương Răng. Thank you.
đứng về đi. Bị sao vậy? Con ơi, vô nhà ngủ nha con. Mẹ đưa con vô nhà đi con. Đẹp. Đẹp, đẹp lắm. Mai Lai.
Đây đây, vậy bây giờ Ưng Giang đang ở đâu hả? Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Nè nghe không? Để tôi. Mau thức dậy. Chết rồi thưa cậu chủ. Liệu có khi nào hung thủ vụ đây không phải là người mà là ma hay không? Ma đã từng nghe qua tên Ương Giang chưa?